cuộc hành trình ngày đầu tiên khi vừa tới Đà Nẵng. Một con hẻm có rất nhiều hàng quán nhưng chỉ bán mỗi bánh xèo và nem lụi Bữa nay thì tụi mình đã quyết định dành cả ngày vui chơi ở Hội An. Nhưng trước tiên là mình phải ăn sáng để có sức. Được mọi người giới thiệu là bánh xèo bà dưỡng là nổi tiếng nhất ở đây. Bánh nóng giòn có nhân tôm và thịt bò. Ăn kèm là nước chấm rất là lạ. Nhưng chắc là do quen với ăn bánh xèo chấm nước mắm nên cái vị này mình thấy không có hợp. Nhưng mà nem lụi khá là ngon. Sau khi nhận phòng và cất hành lý thì tụi mình bắt đầu chuyến đi. Điểm đến đầu tiên là rừng dừa bảy mẫu. Vé tầm khoảng cho một người mình sẽ được có người treo và di chuyển bằng thúng đấy chính là một trải nghiệm thú vị nhất mà khi tới đà nẵng chuyến di chuyển này sẽ tầm 50 phút sẽ có sẵn dù và nón cho mình tránh nắng Min thấy địa điểm du lịch này khá là hút khách từ trong nước đến ngoài nước mình phải nên trải nghiệm một lần cho biết dầm mưa giải nắng với mọi người chiều thúng di chuyển được tầm 10 phút là mình sẽ tới được rừng dừa trưởng của chúng ta sẽ ngừng lại ở giữa rừng dừa và chụp hình cho chúng mình làm kỷ niệm khi đi hết con rừng dừa chúng ta sẽ ra tới sông lớn khúc này là tụi mình sẽ được mở mang tầm mắt với bộ môn lắc thúng nếu bạn nào mà can đảm một tí xíu mình sẽ được trải nghiệm lên trên thúng để cho mấy anh lắc địa điểm di chuyển tiếp theo là một đại nhạc hội karaoke okay dành cho mọi người hát hò ngay trên sông rồi mình còn được xem biểu diễn tung chài Minh thấy có khách còn câu cua câu còng sau khi chuyến hành trình kết thúc mình sẽ tắt vào bờ thưởng thức một ly chè dừa non mát lạnh không thì mình sẽ giải khát bằng một trái dừa tươi Minh thấy đây là một địa điểm trải nghiệm khá đặc biệt mọi người nhất định phải ghé đây khi tới Đà Nẵng. Con khúc cuối mình còn phát hiện ra những bé cua hay còng gì đó đang ra vào trong hang. Tạm biệt lưng dưa và di chuyển thêm tầm 5 cái số nữa là chúng ta đã tới được phố cổ Hội An.